Xin chào quý anh chị nhé, tôi là Tính, tôi đang tá tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Ngày hôm nay Tính sẽ làm một cái video giới thiệu rất là chi tiết cho anh chị về thông số của dòng xe bán tải vừa mới được ra mắt của Mitsubishi Việt Nam, đó chính là Mitsubishi All New Triton 2024. Đây là một thế hệ thứ 6, gọi là thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới nha anh chị. Bữa giờ em quay video walk around rồi video về màu sắc khá nhiều. Bây giờ sẽ là video chi tiết cho anh chị nào quan tâm về các thông số của xe mình ha. Thì em cũng vừa mới đọc catalog và tài liệu sản phẩm. Em sẽ chia sẻ cho anh chị nhiều nhất có thể trong video này nhé. Có thể nó sẽ hơi dài và cũng có thể nó sẽ nhàm chán, tại vì nó liên quan tới thông số nhiều hơn. Thì anh chị nào quan tâm alo cho em nhé, hoặc là anh chị thắc mắc cái gì comment bên dưới em sẽ giới thiệu cho anh chị. Đầu tiên cũng phải nói về giá cả nha anh chị. Thì đã được giới thiệu 3 phiên bản rồi. Bản thấp nhất là 2 phiên bản thấp đều là 1 cầu, bản cao sẽ là 2 cầu. Bản thấp nhất là 655, bản giữa 1 cầu sẽ là 782 triệu, và bản cao nhất là bản này sẽ là 924 triệu. Và ngoài ra anh chị sẽ được khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ cho 3 phiên bản, tặng thêm 6 lần lọc nhớt và nhớt, rồi tặng thêm phụ kiện nữa. Sẽ có xe giao trong tháng 9 luôn. Và tất cả xe này đều nhập Thái nguyên chiếc, sản xuất 2024 nha anh chị. Mỗi phiên bản đều có 3 màu sắc. Đấy, đó là sơ qua về màu, về chút xíu về giá cả và khuyến mãi và thời gian giao xe ha. Thì đây là một cái phiên bản hoàn toàn mới được Mitsubishi Việt Nam cực kỳ kỳ vọng luôn anh chị. Thì anh chị thấy ra mắt đã mời luôn cái chuyên gia về off-road, gọi là huyền thoại về off-road, đã đến ra mắt trong cái buổi lễ ngày hôm qua tại Hà Nội. Thì chứng tỏ là Mitsubishi Việt Nam cực kỳ coi trọng thị trường Việt Nam và đã đặt rất nhiều tâm huyết vào con xe này. Thì đây là một cái phiên bản mới hoàn toàn mà nó được bán tại Nhật luôn anh chị. Trước đây á, thì cái phiên bản đó nó chỉ bán ở thị trường bên Đông Nam Á thôi. Bây giờ con xe này nó được thiết kế và bán tại Nhật, tức là nó sẽ được sản xuất với một tiêu chuẩn cao hơn, bán tại thị trường của Nhật luôn. Điều đó chứng tỏ là con xe này cực kỳ chất lượng rồi đấy. Và nếu mà nhìn thì anh chị sẽ thấy là nó được lột xác hoàn toàn anh chị. Về mặt thiết kế là thấy lột xác rồi, không thể là nội tạng của nó, mọi thứ nó cũng lột xác rất mới luôn. Nhưng mà cái giá thì nó tăng không bao nhiêu so với phiên bản trước. Rồi thì đây là một con bán tải cực kỳ ngon, được đánh giá của các kênh review em xem đêm qua thì họ đánh giá cũng khá là ngon về cả nhiều tiêu chí luôn anh chị, trong đó có cả vận hành. Thì trước nay Triton ở Việt Nam mình vẫn được đánh giá rất là cao về mặt vận hành, đặc biệt là khả năng đi địa hình, khả năng đi off-road, thì Triton vẫn luôn là xếp hạng số 1 nha anh chị. Đấy, và đến nay thì Triton được cải tiến khá là nhiều thứ, nó đã phố hóa hơn, nhưng mà cái gen của nó vẫn còn một, vẫn là một con xe được đánh giá rất là cao về mặt đi địa hình, đi off-road, và thế hệ tiếp theo này cũng vậy. Và anh chị sẽ thấy cái ngôn ngữ thiết kế được Mitsubishi áp dụng vào đây, nó gọi là ngôn ngữ thiết kế Beast Mode, nghĩa là mãnh thú. Và anh chị sẽ thấy nhìn cái xe nó hầm hố hơn, nó mạnh mẽ hơn, nhưng mà nó rất là hiện đại và cũng rất là cá tính. Mặt trước này thì vẫn là ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, đèn thì công nghệ LED ra rồi, và đèn nó sẽ là gọi là thiết kế theo kiểu T-shape anh chị. Trước và sau đều là T-shape và đèn công nghệ LED, chỉ có một vài đèn chiếu rẻ này kia thì nó sẽ vẫn là đèn halogen, còn lại thì sẽ là đèn công nghệ LED. Và về mặt kích thước anh chị sẽ thấy nó vạm vỡ hơn rất nhiều, bởi vì cái trục cơ sở nó được kéo dài ra 13 cm, kéo dài ra 13 cm so với thế hệ trước, và khung gầm nó rộng hơn 50 mm, tức là 5 cm. Cái khung gầm này là khung gầm cải tiến anh chị. Ngoài cái việc dài hơn, rộng hơn thì nó còn dày hơn, và nó tạo và nó chịu được cái lực quặn xoắn nó tốt hơn, và nó làm bằng những cái vật liệu mà chịu lực nó tốt hơn. Rồi hệ thống treo cũng được cải tiến, nó giúp cái xe mình á, nó đi trong phố thì êm ái, nhưng mà chở tải thì rất tốt, chở được 740 kg. Và cái trái tim con xe này là sử dụng cái khối động cơ mới hoàn toàn, động cơ 2 turbo, gọi là biturbo đó anh chị, với dung tích là 2.4 lít, tăng áp cho ra công suất là 204 PS, 470 Nm, đó, cực kỳ mạnh. Và hai turbo này là một cái lớn cái nhỏ, cho nên là nó sẽ cải thiện nha anh chị, là máy sẽ lực hơn, máy sẽ khỏe hơn, ga sẽ bốc hơn đó. Và kết hợp một cái hệ dẫn động Super Select thế hệ thứ hai trứ danh luôn. Hệ dẫn động này có thể nói là vô đối trong phân khúc này. Bây giờ động cơ đã mạnh hơn, khỏe hơn, lực hơn, gầm ngon hơn, thiết kế đẹp hơn, mà lại thêm có hệ dẫn động tuyệt vời như thế này nữa thì quá tuyệt vời. Con xe là cân đủ mọi địa hình luôn anh chị, đi phố cũng vừa đẹp mắt vừa êm ái, mà chở tải cũng ngon, mà đi địa hình cũng tốt luôn. Đấy, nó kết hợp với một cái thiết kế như thế này anh chị, và anh chị sẽ thấy là con xe chúng ta trang bị rất là nhiều trang bị, tiện nghi nó dồi dào hẳn luôn. Và anh chị xem cái không
Giang thiết kế trong này giống như một con SUV chứ nó không phải là xe bán tải nữa rồi. Rất nhiều vật liệu anh chị thấy có da đây nè, nhựa mềm nè, màn hình đồ nhìn giống như xe X4, rất là giống xe du lịch đó. Rất là đẹp, và cái phối màu của cái ghế cũng vậy, rất nhiều vật liệu nha, da phối màu cam ở giữa là chi tiết màu đen rồi các họa tiết tổ ong, nhìn nó đẹp lắm đó. Nó đẹp từ trong ra ngoài, nó cá tính từ trong ra ngoài, mà cái gọi là đẹp cả cái mã và đẹp cả cái nội lực luôn anh chị đó. Giá tiền cũng cực kỳ hợp lý và khuyến mãi là nhiều, quá tuyệt vời đấy. Còn chưa kể nữa là về các cái trang bị an toàn là phải nói liệt kê mệt mỏi luôn anh chị. Nguyên cái gói ADAS ấy, công nghệ an toàn chủ động là nó có hết 6 tính năng là full luôn. Ngoài ra nó có luôn cả AYC anh chị, cảm biến áp suất lốp, cái gì nó cũng có hết. Đấy, thì lần này Mitsubishi Việt Nam ra mắt phiên bản Triton mới này quá tuyệt vời. Rất nhiều thứ để nói, nếu mà bóc tách ra mà đọc thông số thì cũng rất là hay rồi đó anh chị. Hàng sau thì là ngửa nhất phân khúc, tức là hàng sau của Triton là con bán tải có sự thoải mái tốt nhất trong tất cả xe bán tải Việt Nam mình luôn. Thì tất cả những cái mà em quay trên này á, thì chỉ có cái này là anh chị phải mua thêm này. Cái này là phụ kiện 25 triệu mấy đó, cộng thuế là tầm 27 triệu mấy, anh chị mua thêm. Còn không thì nó sẽ nguyên bản, nó không có cái thanh này nha. Còn các cái hốc bánh này kia thì nó vẫn là sơn đen như này. Bản cao nhất có thêm cái ốp này. Và cái chiều dài trục quay sở nó dài hơn thế hệ trước 13 cm, nhưng mà bán kính quay vòng nó lại nhỏ nhất phân khúc, nó giúp cho chúng ta quay đầu nó gọn hơn. Và chiều dài trục quay sở này là 3m 130mm, và tổng chiều dài con xe này tầm 5m4. Thì bán tải thì nó đều dài hơn 5m hả anh chị. Ở đây cái góc quay nó không đẹp lắm, nhưng em quay nó không tổng thể được, anh chị thông cảm nhé. Đấy, đèn sau vẫn là đèn T-shape, rồi các cảm biến trước sau đầy đủ. Mâm xe phiên bản này được sơn đen 18 inch, phanh sau là phanh tang trống nha anh chị. Nhíp lá có 3 cái. Và hệ thống treo đợt này được tinh chỉnh cực kỳ hay anh chị. Đi thì nó rất êm, em đã chạy thử rồi. Em chạy trong khu Vạn Phúc thì qua những cái chỗ gập ghềnh nó khá là êm, nó dịu lắm anh chị. Nhưng mà nó lại vẫn chở tải rất tốt. Nó tải tốt hơn thế hệ trước lên tới 740kg đó. Cái chi tiết này đối với bản này thì nó sơn đen hết anh chị, bề bút thì có sẵn. Về option thì con xe này nó có này, có cả camera 360 nè, cảm biến áp suất lốp, rồi cái gì cũng có hết anh chị. Phía trước là vẫn là phanh đĩa nha, treo trước sẽ là càng a kép. Đấy, em sẽ vào em giới thiệu chút xíu về nội thất cho anh chị. Đây, màn hình trung tâm kích thước 9 inch nha anh chị. Có các cái kết nối cơ bản, có Apple CarPlay không dây, Android Auto thì có dây nha. 9 inch nha anh chị, có cảm ứng vừa cơ luôn ha, có cảm map ở đây nè. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, phần này nó làm giống như phím đàn ha. Nhìn đẹp, các cổng kết nối cơ bản. Bản này nó còn có cả sạc không dây luôn nè anh chị, bán tải bây giờ rất là tiện nghi ha. Phần này làm bằng da ha, đẹp. Đấy, tức là đóng nó mở ra, nhìn nó cái kiểu nó mở ngược chứ không phải mở xuôi, nó nhìn rất là hay anh chị. Tay nắm cửa này kia, con này có 7 túi khí nha. Rồi gương chống chói tự động nè. Ở đây thì nó còn có một cái núm chuyển cầu. Đây cái đồ hàng xịn nè anh chị. Này, cái núm này là cái ăn tiền của con Triton này xét về khả năng đi đền. 4 chế độ gài cầu, chuyển màn điện tử anh chị. Remote thì 7 chế độ vận hành. Quá nhiều thứ. Cần số thì bọc da. Vô lăng thì phanh cơ. Cái này thì nếu mà anh chị không thích thì đó thì chịu thôi anh chị, tại vì nó là một con xe nó thiên hướng về khả năng đi đề hình nữa, cho nên nó phải sử dụng cái phanh tay nữa. Đấy, nó tiện trong một vài trường hợp. Còn cái này thì vô lăng nó giống như X4 luôn anh chị. Adaptive Cruise Control đầy đủ hết. Ghế bên tài sẽ là chỉnh điện nha anh chị. Những cái phần này nó làm sơn giả kim loại nhìn cũng hay ha. Đèn bóng piano rồi giả vân carbon đủ thứ hết. Đấy, rất là nhiều thứ. Thì đối với cái dòng Triton 2024 và phiên bản 4x4 này á, thì nó có một cái radar bên trước và một cái nguyên cái cụm này này, nó có camera trên này. Và phía sau xe nó có hai radar nữa. Thì nó sẽ có nguyên cái gói full ADAS 6 tính năng, nó có là đèn pha tự động thích ứng này anh chị, bám đuôi với xe phía trước, gọi là ga tự động thích ứng, rồi hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lùi khi có phương tiện cách ngang,
Rồi cảnh báo lịch làn đường, có hết tất cả những cái gói ADAS có tại xe Việt Nam mình ở trên xe Mitsubishi thì có trên con xe này luôn anh chị, full hết luôn. Con xe này bây giờ xét về mặt công nghệ nó còn nhiều hơn những con xe khác ở đây nữa. Rồi có cảnh báo áp suất lốp luôn, có cả AYC luôn anh chị. AYC là hệ thống kiểm soát vào cua chủ động. Trước đây nó có trên những con xe một cầu thôi, X4, Xpander. Nhưng bây giờ lần đầu tiên nó áp dụng lên một con xe hai cầu. Đấy. Rất rất là nhiều thứ được chiều chuộng. Mà mức giá là cực kỳ hợp lý anh chị. Tính ra là mức giá nó cao hơn không bao nhiêu so với phiên bản trước đây. Nhưng mà nó là một con xe hoàn toàn mới. Ta có thiết kế hoàn toàn mới. Đẹp, hiện đại, rất là ngầu. Và là một con xe đạt tiêu chuẩn để bán tại thị trường của Nhật, bán tại Nhật luôn. Thứ hai nữa là lột xác về mặt kết cấu khung gầm, hệ thống treo, động cơ là mới hoàn toàn luôn anh chị. Hệ dẫn động thì quá tuyệt vời, thì vẫn giữ nguyên, còn lại là cải tiến 100%, máy khỏe hơn, lực hơn, ga thì bốc hơn. Đó, không gian nội thất thì đẹp hơn, hiện đại hơn, tính năng nhiều hơn, nhiều chế độ lái hơn, 4 chế độ gài cầu, trang bị an toàn thì tận răng. Cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, kiểm soát vào cua chủ động, cảnh báo xúc lốp, rồi hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, 7 túi khí, đó là những thứ cơ bản thôi nha. Trên con xe này gọi là cơ bản, còn ra nguyên cái loạt tính năng hồi nãy em liệt kê cho anh chị là không thiếu cái gì hết. Với mức giá như vậy, em thấy là cực kỳ hợp lý. Đấy là em đã giới thiệu một cách gọi là hiểu biết nhất của em về con xe này. Em đã giới thiệu cho anh chị trong video này. Và nếu anh chị quan tâm và muốn dự cái lễ ra mắt của sản phẩm này tại đại lý em vào thứ bảy tuần này thì cá lô cho em nhé. Bên em sẽ sắp xếp và mời anh chị đến tham dự. Và sẽ có những phần quà nếu anh chị đến tham gia. Và trong trường hợp anh chị đặt cọc xe thì anh chị còn được khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn đến từ đại lý. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều nhé.